thảo xây dựng nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế chân mây Lăng Cô đến năm 2025, tiếp tục được thu hút nhiều nhà đầu tư mới, phát huy các lợi thế và hạn chế được các tồn tại trong phát triển. Xây dựng và phát triển thành thành phố di sản quốc gia chính là hiện thực hóa quan điểm của Đảng về phát triển văn hóa, vừa là nền tảng vừa là động lực để phát triển. Kính chào quý khán giả của Huế Ngày Mới. Vừa rồi là phần điểm những thông tin chính sẽ có trong chương trình Huế Ngày Mới sáng nay, Chủ nhật ngày 27 tháng 10. Bây giờ là thông tin chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội thảo xây dựng nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự và chủ trì hội thảo có ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Bùi Tức Thắng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lập quy hoạch giúp Thừa Thiên Huế khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh của địa phương. Trong bối cảnh quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội của tỉnh đến năm 2020 có một số nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Việc ban hành một quy hoạch mới với thành quả từ cách mạng công nghiệp 4.0, ứng dụng nền tảng công nghệ số, làm thay đổi cách thức sản xuất là điều rất cần thiết. Với ý nghĩa đó, trong quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố di sản quốc gia theo hướng văn hóa sinh thái cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao, quốc phòng an ninh được đảm bảo vững chắc, hệ thống chính trị vững vàng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các đại biểu tham gia hội thảo tập trung thảo luận những vấn đề như Thừa Thiên Huế đang ở đâu, Thừa Thiên Huế sẽ trở thành thành phố như thế nào, chọn lựa mô hình nào để phát triển. Những thách thức chính của chiến lược phát triển Thừa Thiên Huế theo hướng xanh và bền vững, cơ chế chính sách đặc thù cho Huế và nguồn lực cho sự phát triển của tỉnh. Trên tinh thần đó, hội thảo nhận được nhiều ý kiến của các chuyên gia, nhân sĩ trí thức hiện kể về xây dựng phát triển Thừa Thiên Huế trong thời gian tới. Ý kiến của tiến sĩ khoa học kiến trúc sư Ngô Việt Nam Sơn về tầm nhìn trăm năm cho việc mở rộng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế, đảm bảo sự hài hòa giữa nhu cầu bảo tồn và phát triển của địa phương. Tiến sĩ khoa học kiến trúc sư Ngô Việt Nam Sơn cũng đưa ra những ý tưởng đột phá như xây dựng đô thị đôi Huế Đà Nẵng, tận dụng những lợi thế sẵn có giữa hai địa phương để xây dựng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Ý kiến của ông Nguyễn Xuân Thành, giảng viên chính sách công của Đại học Fulbright, nêu lên việc Huế cần lựa chọn giữa việc phát triển thành thành phố trực thuộc trung ương hay thành phố di sản đặc thù của Việt Nam. Phát biểu kết luận tại hội thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhân sĩ trí thức, đồng thời khẳng định Thừa Thiên Huế đang đi theo hướng sẽ nhìn nhận khách quan hơn, đổi mới hơn trong tư duy cũng như trong hành động để phát triển, đặc biệt là trong tư duy điều hành đổi mới, trong cách nhìn, cách đánh giá, trong tiếp nhận và lắng nghe từ cả người dân, cộng đồng, những chuyên gia đầu ngành, những người yêu Huế, những người có kinh nghiệm trong xây dựng chính sách quốc gia. Ban Quản lý các khu kinh tế công nghiệp tỉnh tổ chức công bố quyết định số 995 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế chân mây Lăng Cô đến năm 2025. Việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ sẽ tạo thêm động lực, thu hút nhiều nhà đầu tư mới, phát huy các lợi thế và hạn chế được các tồn tại trong phát triển. Theo đó, điều chỉnh khu công nghiệp và khu phi thuế quan với mức độ xây dựng gộp tối đa từ 35% lên 50%, điều chỉnh tuyến đường du lịch tại khu vực Lăng Cô, đường Chân Mây thành đường nội bộ khu du lịch, điều chỉnh chức năng khoảng 180 hectare đất tại phía Nam trục trung tâm khu du lịch Lăng Cô từ đất phát triển du lịch và dịch vụ du lịch sinh thái cao cấp thành đất du lịch kết hợp nhà ở đô thị. Khu du lịch Bãi Chuối bao gồm khu vực Bãi Chuối và Bãi Cả, điều chỉnh từ 120 hectare thành khoảng 220 hectare. Về phân khu chức năng, khu phát triển du lịch và dịch vụ du lịch sinh thái cao cấp được phân bổ từ cửa Cảnh Dương, Cù Dù đến cầu Tư Hiền, khu vực Lăng Cô, ven núi Hải Vân và đảo Sơn Trà. Quy mô dự kiến khoảng 1.600 hectare, trong đó khu du lịch Lăng Cô 770 hectare, khu du lịch Bãi Chuối 220 hectare, khu du lịch đảo Sơn Trà 150 hectare, khu du lịch Cù Dù 360 hectare, cả khu du lịch còn lại 100 hectare. Khu du lịch cộng đồng kết hợp với nhà ở đô thị, phân bổ tại thị trấn Lăng Cô, Cảnh Dương và khu vực phía Tây Đầm Lập An, Hòi Mít, Hòi Dừa, quy mô khoảng 935 hectare.
Khu vực cây xanh sinh thái, vùng bảo vệ cảnh quan, rừng phòng hộ, đất cây xanh cách ly đường giao thông quốc gia, đường điện cao thế, phân bố trên cả khu vực núi như Hòn Voi, Hải Vân, Phủ Gia, Phước Tường, Núi Giòn, quy mô khoảng 2.173 hectare. Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch sẽ tạo ra thêm động lực, thu hút nhiều nhà đầu tư mới vào khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô, phát huy được các lợi thế và hạn chế được những vướng mắc trong phát triển. Tại hội thảo xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cho rằng, để phát triển và trở thành thành phố di sản quốc gia trên nền tảng văn hóa của Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cần phải phát huy lợi thế của con người Huế để phát triển mạnh trong các lĩnh vực. Theo đó, xây dựng và phát triển thành thành phố di sản quốc gia chính là hiện thực hóa quan điểm của Đảng về phát triển văn hóa vừa là nền tảng vừa là động lực để phát triển. Tại hội thảo xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thảo luận về phát triển giá trị di sản làm động lực để phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố di sản quốc gia. Giáo sư tiến sĩ Trương Quốc Bình, Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia cho rằng, Huế là cố đô duy nhất ở Việt Nam còn bảo lưu khá nguyên vẹn tổng thể kiến trúc cung đình. Tuy nhiên hiện nay, một số di tích xuống cấp, chậm được đầu tư, tôn tạo, trùng tu. Hệ thống tiết chế văn hóa cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu. Sự gắn kết giữa di sản với phát triển du lịch còn hạn chế. Từ thực tế này, cần xây dựng và thực hiện cơ chế đặc thù cho các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản thế giới, di tích quốc gia đặc biệt nói chung và di sản văn hóa Huế nói riêng. Khuyến khích thực hiện mô hình hợp tác công tư nhằm khai thác giá trị của kho tàng di sản theo hướng phát triển bền vững. Hiện nay thì cái hệ thống pháp luật Việt Nam ấy, là nó rất nhiều nhưng mà nó không thống nhất. Thế cho nên rằng là luật di sản văn hóa có những cái thì nó không đồng bộ với luật đất đai, với luật xây dựng, với luật đầu tư công. Vì vậy, cho nên là chúng tôi xin kiến nghị với lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho rà soát lại hệ thống văn bản luật của chúng ta để cho nó có một cái sự thống nhất. Và sự thống nhất ấy sẽ tạo điều kiện cho cái việc, cho cái sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa ở Việt Nam nói chung cũng như là di sản văn hóa Huế nói riêng. Chuyên gia kinh tế Trần Du Lịch đề xuất vấn đề là làm sao giải bài toán bảo vệ di sản văn hóa nhưng không để dân nghèo, có nghĩa là Huế phải giàu lên bên cạnh di sản. Hiện mức thu nhập của người dân Huế vẫn thấp so với bình quân của cả nước, nguồn rút ngắn phải tăng trưởng kinh tế nhưng phải giữ được di sản, phát huy được di sản. Bảo vệ di sản không phải thụ động mà phải biến lĩnh vực này thành lợi thế phát triển kinh tế, bảo vệ di sản quốc gia mà không nơi nào có được. Ngoài ra ông cho rằng tỉnh nên xác định ngành du lịch là trụ cột phát triển. Tỉnh cần quy hoạch khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô theo hướng đô thị du lịch là chủ yếu, còn một phần nhỏ làm công nghiệp sạch. Cảng Chân Mây phải là trung tâm cảng du lịch quốc tế, cùng với cả nhìn trong quan hệ vùng để thúc đẩy phát triển du lịch cho Huế. Chuỗi đô thị ven biển từ Lăng Cô cho tới Tam Hội An thành cái vùng đô thị ven biển. Thành ra đây là cái địa bàn nó gắn với sân bay quốc tế Đà Nẵng rất là lớn. Thành ra phải phát huy cái cực phía nam của tỉnh này để tạo một sức hút. Mà cái cực phía nam này về phương diện vùng nó gắn toàn bộ với Đà Nẵng, đặc biệt vô tới Nam Hội An. Một cái chuỗi đô thị này, đây là cái điểm tôi đề nghị trong quy hoạch định hướng phải nhìn cái này để trong cái phát triển. Tham gia ý kiến tại hội thảo, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam cho rằng, với hệ thống di sản đang bảo tồn và phát huy rất tốt, Huế xứng đáng là thành phố di sản của Việt Nam. Ông kiến nghị nên đưa khái niệm thành phố di sản, đô thị di sản vào luật năm 2021 theo lộ trình. Khi đó sẽ có khái niệm thành phố di sản. Điều này sẽ dễ dàng đề ra những chính sách ủng hộ cho Huế. Tuy nhiên, đây là một khái niệm mới, chưa có trong luật di sản văn hóa cũng như trong các quy định về đô thị ở Việt Nam. Nên Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cần làm rõ khái niệm này và đưa vào luật di sản văn hóa sửa đổi sắp tới. Như thế mới dễ dàng cho việc ban hành chính sách cho Huế. Quyết định định hướng Huế là thành phố di sản thuộc trực thuộc Trung ương và xác định cái trụ cột phát triển của Huế là một là du lịch thì các ngành khác phải cùng giúp cho ngành du lịch thì nó mới thành được. Tại hội thảo xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2045 hôm 25 tháng 10. Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng theo hướng đề xuất Bộ Chính trị xem xét ban hành một nghị quyết về xây dựng và phát triển trong giai đoạn mới mà cốt lõi là hướng đến xây dựng Huế thành đô thị di sản quốc gia.
Theo đó, người dân Huế có đời sống tốt hơn, chất lượng cuộc sống được nâng lên, văn hóa cao. Làm được điều đó cũng có nghĩa sẽ giữ gìn di sản văn hóa cho cả nước, cho thế giới. Đây cũng chính là hiện thực hóa quan điểm của Đảng về phát triển văn hóa, vừa là nền tảng, vừa là động lực phát triển. Tỉnh Thừa Thiên Huế đang tập trung đẩy mạnh thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất để làm nền tảng cho việc lập kế hoạch sử dụng đất đai giai đoạn 2021-2030. Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, qua đó tập trung đánh giá thực trạng sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh, các vùng kinh tế và cả nước để làm cơ sở đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất đai của cả cấp trong 5 năm qua, đồng thời đề xuất cơ chế chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai. Đây cũng là cơ sở cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cả cấp giai đoạn 2021-2030, nhất là xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội cả nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Việc kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị cần phải tổ chức thực hiện một cách chặt chẽ, chính xác, đúng tiến độ, nhất là phản ánh đúng thực tế tình hình quản lý sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân cấp huyện tổ chức kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của địa phương đơn vị, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ theo quy định. Sang những tin tức khác, Văn phòng Ủy ban Dân tỉnh tổ chức họp báo thường kỳ để thông báo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội và trả lời những vấn đề mà báo chí và dư luận phản ánh. Theo báo cáo của lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi đang xảy ra tại 676 thôn, 118 xã thuộc 9 huyện. Tổng số lượng mắc bệnh và đã tiêu hủy là 70.557 con, với tổng trọng lượng tiêu hủy là 4.197 tấn. Hiện đã có 25 xã có bệnh đã qua 30 ngày không phát sinh thêm ổ dịch mới. Có 23 xã có bệnh đã qua 30 ngày nhưng sau đó lại phát sinh lợn bệnh. Phong Sơn, Phong Bình, huyện Phong Điền, Phú Dương, Phú Thanh, Thuận An, Vinh Thái, Phú Diên, Phú Thuận, huyện Phú Vang, thị trấn Phú Lộc, Lộc Tiếng, Lộc Vĩnh, Vinh Hiền, Lộc Bình, Vinh Giang, Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, An Hòa, Xuân Phú, thành phố Huế, thị trấn A Lưới, Hồng Quảng, Hồng Hà, huyện A Lưới, Thủy Bằng, Dương Hòa, thị xã Hương Thủy, Hương Bình, thị xã Hương Trà. Huyện Nam Đông đã qua 30 ngày không phát sinh thêm ổ dịch mới. Giá lợn hơi nhập các tỉnh về lò Bãi Dâu 45.000 đến 50.000 đồng, giá mua trong dân heo F1 40 đến 44.000 đồng 1 kg. Sau khi nghe những phản ánh từ phóng viên các cơ quan báo chí trên địa bàn, đại diện lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã trả lời làm rõ thêm một số vấn đề báo chí nêu như việc xử lý trách nhiệm cá nhân tổ chức của Ủy ban Nhân dân thành phố Huế đối với việc di dời cây xanh tại đường Lê Quỳ Đôn, những sai phạm trong quảng cáo về dự án Condotel của tập đoàn Apex, trường hợp người nước ngoài làm việc trái phép tại Phú Lộc. Trường Đại học Sư phạm Đại học Huế phù hợp với tạp chí Nghiên cứu Văn học thuộc Viện Văn học tổ chức hội thảo quốc gia với chủ đề Văn học và giới. Hội thảo thu hút gần 150 tham luận là các học giả, các nhà khoa học, nghiên cứu sinh và học viên cấp học đến từ mọi miền đất nước. Hội thảo diễn ra trong bối cảnh ở nước ta, việc nghiên cứu về giới, giới tính còn hạn hẹp, nhất là sẽ trong mối quan hệ với văn học. Giới, giới tính chưa thực sự chính thức được đặt ra trong hệ thống nghiên cứu giảng dạy văn học như là một bộ môn chính thức. Gần 150 tham luận tại hội thảo cho thấy nhu cầu thiết thực của vấn đề này đối với việc nghiên cứu và giảng dạy văn học. Các tham luận đã đặt ra những vấn đề lý thuyết chung về giới, cũng như thực trạng của nó trong đời sống văn học, văn hóa. Cụ thể tập trung vào 5 nhóm vấn đề, bao gồm những vấn đề chung về văn học và giới, nghiên cứu về giới trong văn học Việt Nam, nghiên cứu về giới trong văn học Đông Á, nghiên cứu về giới trong văn học phương Tây. Giới với văn học trong nhà trường cũng là một chủ đề quan trọng được đặt ra tại hội thảo. Các tác giả cho rằng đọc văn học từ góc nhìn về giới sẽ góp phần giáo dục nhân cách kỹ năng sống cho học sinh. Tuy nhiên, chương trình môn ngữ văn hiện hành không hề đề cập đến nội dung giáo dục về giới và bình đẳng giới. Từ đó, các tác giả đề xuất các nhà soạn sách cấu trúc lại chương trình lồng ghép tích hợp để có nội dung giáo dục giới tính phù hợp trong chương trình phổ thông. Thành công của hội thảo không chỉ giải quyết những vấn đề trọng yếu về giới, giới tính trong mối quan hệ với văn học mà còn mở ra những vấn đề tiếp tục bàn cãi, tranh luận. Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Huế tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 2 năm 2019. Tham dự lễ khai giảng có ông Nguyễn Thái Sơn, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Tham gia khóa học có 25 học viên là cán bộ công chức viên chức đến từ các tỉnh miền Trung.
khóa học kéo dài từ nay đến cuối tháng 12 năm 2019. Các học viên sẽ được học 15 chuyên đề giảng dạy, 4 chuyên đề báo cáo, điền nghiên cứu thực tế và viết đề án. Ngoài ra, người học sẽ làm các bài kiểm tra đề án cuối khóa thuộc lĩnh vực mà mình công tác. Mục tiêu khóa học nhằm cập nhật, nâng cao kiến thức về hành chính nhà nước, các kỹ năng chuyên môn, quản lý phù hợp để nâng cao năng lực thực thi công vụ của đội ngũ chuyên viên cao cấp trong bộ máy nhà nước, đáp ứng yêu cầu đặt ra của cải cách hành chính và hội nhập quốc tế. Hôm qua, câu lạc bộ khởi nghiệp phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển tỉnh và Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tổ chức hội thảo với chủ đề Phát triển hệ sinh thái du lịch tại Huế. Hội thảo có sự tham gia của khoảng 100 đại biểu, trong đó có 40 thành viên tham gia hành trình thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2019. Tại hội thảo, các startup đã thuyết trình về các dạng đồng hành cùng phát triển du lịch cộng đồng tiêu biểu ở Thừa Thiên Huế và những vấn đề về kết nối để gia tăng khả năng cạnh tranh của du lịch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Ký kết hợp tác nhằm tạo ra một mô hình phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững, xây dựng Huế trở thành vùng đất để các dạng khởi nghiệp tìm đến. Thông qua việc phát huy thế mạnh những giá trị bản địa để triển khai thực hiện các dạng khởi nghiệp, tạo ra mô hình kinh doanh bền vững, giúp cải thiện cuộc sống của người dân bằng cách trao quyền chủ động cho họ, tạo ra sinh kế gắn kết cộng đồng. Theo đánh giá của các ngành chức năng liên quan, những năm gần đây, mặc dù chịu nhiều tác động từ các hoạt động sản xuất sinh hoạt, song chất lượng nước sông Hương, một lưu vực sông chính lớn nhất của tỉnh, vẫn duy trì khá tốt, đảm bảo an toàn an ninh nước trên địa bàn. Hầu hết giá trị chỉ số chất lượng nước được Sở Tài nguyên và Môi trường đo được trong 2 năm gần đây đều nằm trong khoảng 80-100, có nghĩa chất lượng nước có thể dùng để cấp nước sinh hoạt nhưng cần có cả biện pháp xử lý phù hợp. Tại khu vực thượng nguồn sông Hương, vào mùa mưa lũ, nước sông có hàm lượng tổng rãnh lơ lửng tăng cao, có thể do bùn đất sỏi lở nên chất lượng nước có suy giảm hơn so với cả tháng trong năm. Đoạn sông bắt đầu vào thành phố Huế cho đến khi đổ vào phà Tam Giang ở cửa đập Thảo Long có chất lượng nước giảm so với các vị trí đầu nguồn, trong đó nhánh sông Đông Ba có chất lượng nước thấp nhất. Nguyên nhân là do đoạn này, nước sông Hương tiếp nhận các chất thải, nước thải từ sinh hoạt, các cơ sở kinh doanh sản xuất thương mại. Để giải quyết tốt những vấn đề về ô nhiễm nguồn nước, đảm bảo nguồn nước sạch, an toàn, phục vụ sinh hoạt và sản xuất, theo các chuyên gia, ngoài áp dụng cả công cụ pháp lý, kinh tế, nâng cao nhận thức và sự tham gia của cộng đồng, mỗi địa phương cần chủ động kiểm soát và phòng ngừa hiệu quả nguồn thải nhằm giảm thiểu tối đa sự cố gây ô nhiễm, đầu tư để giải quyết triệt để điểm nóng ô nhiễm môi trường nước. Thưa quý vị và các bạn, còn hơn 2 tháng nữa mới tới lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch 2020. Tuy nhiên hiện nay, các doanh nghiệp lữ hành đã bắt đầu tung ra nhiều chương trình tour du lịch độc và lạ, kèm theo các cam kết không tăng giá tour để thu hút du khách. Đơn vị du lịch này đã chuẩn bị hơn 20 sản phẩm du lịch trong nước và 50 sản phẩm tour quốc tế để đáp ứng nhu cầu đi du lịch vào dịp Noel và dịp Tết Dương lịch. Với các tuyến du lịch trong nước, nhiều công ty tập trung khai thác những tour kết nối với các điểm đến có khí hậu se lạnh đặc trưng như Hà Nội, Đà Lạt, Sapa, Mộc Châu hay Bà Nà. Trong nước cũng như là quốc tế thì đều có cái ngày khởi hành phù hợp để du khách đi vào cái giai đoạn này. Ví dụ trong nước thì có cái các cái chương trình như Festival Hoa Đà Lạt sẽ triển khai từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 12 đúng cái dịp Noel. Rồi các cái chương trình du lịch ở các cái khu vực miền cao rồi miền Trung. Quốc tế thì có những cái địa điểm rất là đặc sắc đi các cái hành trình quốc tế và đi xuyên suốt từ cái giai đoạn mà trước ngày 20 cho đến sau ngày 24. Theo các đơn vị lữ hành, những năm gần đây, xu hướng đi du lịch vào dịp Noel và Tết Dương lịch ngày càng tăng. Vì vậy, công tác chuẩn bị tour dịp cao điểm này cũng được cả công ty thực hiện từ sớm với mức ưu đãi đến 2 triệu đồng một khách mua tour sớm. Tour cho khách hàng ấy thì nó đang trên đà giảm xuống. Và cái service của khách thì bây giờ bắt đầu khách Việt nhà mình cũng đã hiểu rất là nhiều hơn về cái việc mà hành trình họ được hưởng những cái gì. Cho nên là cái service mọi người của các công ty du lịch bây giờ đang làm là cũng rất tốt cho khách hàng. Đi du lịch vào những cái dịp nghỉ lễ Tết thì rất là thuận lợi cho những người đang đi làm. Thế và cũng không, thì cả gia đình đi chơi thì những cái thời gian thì nó cũng hay. Thời điểm này, nhiều tour với chương trình mới hoặc tuyến mới đã được các đơn vị tung ra để cạnh tranh. Các hãng lữ hành cũng khuyến nghị du khách nên đặt tour sớm để có nhiều sự lựa chọn và nhận thêm nhiều ưu đãi. Còn bây giờ như thường lệ, kết thúc chương trình Huế ngày mới sáng nay là những thông tin về thời tiết trong ngày cuối tuần. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và gặp lại trong những chương trình sau. Do chịu ảnh hưởng của rìa tây nam không khí lạnh sau suy yếu nên tại khu vực Thừa Thiên Huế nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào rải rác và dông vài nơi, ngày trưa chiều trời nắng, chiều và tối có mưa rào vài nơi,
với nhiệt độ cao nhất ban ngày phổ biến từ 29 đến 34 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Các huyện Phong Điền, Quảng Điền và thị xã Hương Trà 23 đến 29 độ, Phú Vang, Phú Lộc và thị xã Hương Thủy 23 đến 30 độ, thành phố Huế 23 đến 30 độ, A Lưới 20 đến 26 độ, Nam Đông 23 đến 30 độ. Thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, sóng cao từ 1 đến 2 m.